Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyền Trung, Như Lai Tán Thán Phẩm Thứ Sáu. Một, Đức Phật phóng quang dặn bảo. Lúc đó, pháp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến 100.000 muôn nước hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó, vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: Tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân, nóng ngày hôm nay ta khen ngợi giao bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới, hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ, thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, hầu làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. 2. Phổ Quảng thưa thỉnh. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế, nay con được nghe Đức Thế Tôn gọi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có được oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, lại trông mong Đức Như Lai vì những chúng sanh trong thời mặt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bát bộ và chúng sanh trong đời sau. Kính vâng lời của Đức Phật. Đức Phật và ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: Lắng nghe, lắng nghe. Nay ta sẽ vì các ông mà nói lược về những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. 3. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: Trong đời sau, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào được nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc ngợi khen, hoặc chắp tay, hoặc đảnh lễ, hoặc luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Lại về nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau, nếu có người thiện nam, thiện nữ nào có thể họa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Ví dầu ngày kia bước trời hết mà sanh xuống chốn nhân gian, vẫn thường làm vị quốc vương, không hề mất sự lợi lớn. 4. Khỏi lữ thân. Lại về lữ, này Phổ Quang Bồ Tát, trong đời sau như có người lữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tướng vẽ và những tượng bằng cất bằng đất đá, keo sơn, đồng sắt vân vân của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục cấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu vân vân cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiên nữ đó sau khi mãn một thân gái ở hiện tại thời và trong nghìn muôn kiếp sau còn không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh, lương lợi phước cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. 5. Thân xinh đẹp. Lại về nữa, này Phổ Quang Bồ Tát, trong đời sau như có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chứng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái thời trong nghìn lúc đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Này Phổ Quảng, do vì có lòng trí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế. 6. Quỷ thần hộ vệ. Lại về nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, người thiện nữ nào có thể đuổi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Thờ những người như thế trong đời hiện tại và thuở vị lai sau thường được 100.000 vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho những việc không giữ đến tai người đó huống nạt để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ. 7. Khinh chê mắc tội. Lại về nữa, này Phổ Quang Bồ Tát, về đời sau như có người ác hay ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng, không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, nhất đến sinh lòng chê bai trong chừng một niệm. Thờ những người như thế đến sau khi 1.000 đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả rồi, vì tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội khổ rất nặng, qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi trải qua 1.000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1.000 kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Giờ được làm người nhưng ở vào hạng bần cùng, hèn hạ, tật nguyền, thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Này Phổ Quảng, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, hơn nữa là tự sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt. 8. Tiêu tội chướng. Lại về nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, về đời sau như có người nam, người nữ nào đau lòng liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không đặng, hoặc đêm nằm trên bao thấy quỷ dữ, cho đến thấy kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sâu khổ. Đây đều bị lơ nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ việc đó, chỉ phải nên đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc kinh này một biến, hoặc lấy những món vật của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn vân vân,
đối trước người bệnh, cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: "Chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bệnh này đối trước kinh tượng, đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào cửa thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử như thần thức người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã dứt, phải hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung, thầy dầu cho từ trước có tội vạ lặng nhắc đến 5 tội vô gián, cũng đặng thoát khỏi cả. Họ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước. Muốn nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào, tự mình viên chép kinh này hoặc vào người viên chép, tự mình vẽ đắp hình tượng của người Bồ Tát hoặc vào người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn. Lại phục vào Bồ Tát, vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng 100.000 phương trước khuyến hóa người đó phát lòng siêng năng chớ đừng thối thất, thời có thể được 100.000 muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. 9. Siêu độ vong linh. Lại về nữa, lại phục vào Bồ Tát, về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong giấc ngủ hoặc chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần, nhân đến các hình nạ, về hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoặc chồng vợ quyến thuộc của người đó trong 1 đời, 10 đời, 200 đời, 1.000 đời về thuở quá khứ đang bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ lão, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Nay phổ quảng, ông nên dùng sức ai thần khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát, trí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc đến 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đưa mắt trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. 10. Khỏi lô lệ. Lại về nữa, lại phổ quảng Bồ Tát, trong đời sau, như có những hạ người hạ tiện, hoặc tớ trai hoặc tớ gái, nhắc đến những kẻ không được quyền tự do biết là tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó, thời chỉ nên trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong vòng 7 ngày niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Những người như thế sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời, 700.000 muôn đời sau thường sanh vào bậc tôn quý, chọn không bao giờ còn phải sa đọa vào 3 đường ác khổ nữa. 11. Sanh con dễ nuôi. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, về đời sau nơi có chư Phù Đề, trong các hàng Sát Đế Lợi và La Môn Trường Già Cư Sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái, đội trong 7 ngày sớm về, sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Thật đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có gây lấy tuổi vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa lương nơi phước lực mà được thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. 12. Ngày thập trai tụng kinh được phước. Lại về nữa, lại phổ quảng Bồ Tát, trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là lặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi làm riêng Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp tà dâm vọng ngữ 100 điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 người trai trên đây mà có thể đối chức hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh để đọc tụng kinh này 1 biến, thời chung quanh chỗ người đó ở 4 hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 tuần, không có xảy ra những việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người, già trẻ và hiện tại, và vị lai đến 100.000 năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Nếu trong 10 ngày trai trên đây có thể mỗi ngày tụng 1 biến kinh này, thời hiện đời hay làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ, đồ ăn lạc hư giật. Lại phổ quảng Bồ Tát, vì thế ông nên biết ngài Địa Tạng Bồ Tát có 100.000 muôn ức sức ai thần lực lớn không thể nghĩ bàn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi trực Phù Đề này có nhân duyên rất lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ, những chúng sanh ấy họ được nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ 5 chữ trong kinh này, hoặc 1 bài kệ hay 1 câu, và những người đó hưởng sự an vui nạ thường trong đời hiện tại, 100.000 muôn đời và vị lai, thường được sắc sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp. 13. Danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai ngợi khen tuyên bày sức ai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Phổ Quảng Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi, song nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau rõ biết các sự lợi ích đó nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát: Kinh này có 3 danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ 2, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ 3. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, các ông những bậc Bồ Tát phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy lời như thế xong, ngài Phổ Quảng Bồ Tát tin chịu, chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra.
ha ha, Bụt Sa Mô Ni So ha ha.